đèn này có tên gọi là đèn pha phòng khách gia đình sang trọng. Mẫu đèn này nó có chế độ cảm ứng đen nhạt xe ô tô tự động. Nó phù hợp để mọi người mua trang trí cho những cái phòng khách gia đình hoặc là trang trí ở những sảnh nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới sang trọng. Đèn được sử dụng bóng led nên rất là tiết kiệm điện và bền. Đây là dòng đèn led 7 màu. Nó có rất là nhiều kiểu chạy, rất là nhiều kiểu đổi màu khác nhau. Mẫu đèn này thì mọi người có thể sử dụng tốt cho không gian từ 15 đến 40 mét vuông. Mình đang quay và giới thiệu đèn được tới đến studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa BOL1RO08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.